Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình không nuôi nó ở cái thời điểm mà nó bọ mà mình nuôi nó từ từ cái thời điểm mà nó còn là ấu trùng. À, cái do cái chân nó có cái gai nó móc á hả? Đúng rồi. À. Không biết qua đây các bạn có nghe không, nó kêu xịt 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 y như là ai xì bánh xe mình vậy đó. Đại gia là coi như còn rất là mắc tiền luôn đúng không? Thật sự thì phải đại gia mới chơi cái bộ môn này. Thước khi trưởng thành của nó sẽ phụ thuộc vào kích thước ấu. Dạ chính xác. Đây là Isobot thì tụi này nó sống cộng đồng anh nha. Tụi nó được sống cộng đồng thì tụi nó sinh sản mới tốt. Tụi nó sẽ ăn theo bầy. Ăn theo bầy. Dạ. Nó ăn cái gì em? Thường là tụi em cho ăn dưa leo. Mình chỉ sợ nó đào hết chứ không sợ nó cắn. Đi khá là nhanh luôn á. Bận rộn quá chuyện nữa. Size này là size kiểu mới nhú, xém vậy thì thôi hả, rồi cái này tôi tin. Có nhiều người người ta sẽ bị hoảng sợ bởi những đúng rồi, sợ chân á. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục cái series khám phá những cái điều như là thú vị ở HT Exotic Zone ha. Chủ đề ngày hôm nay tiếp theo là một cái họ gọi là bỏ cánh cứng ha. Dạ đúng rồi. Cái đây là một cái bộ môn mà nói chung là anh thấy qua TV người Nhật anh thấy chơi rất là mạnh cái này luôn mà chưa có cơ hội tìm hiểu đó luôn. Ok bây giờ sẽ nhờ Chiều và Thu ha, cũng như là các bạn ở HT sẽ giới thiệu với các mình. Vậy đây. Khoan là đẹp xíu đèn cho. Rồi. Ui da, âm thanh ánh sáng. Bọ cánh cứng này thì mình không nuôi nó ở cái thời điểm mà nó bọ mà mình nuôi nó từ từ cái thời điểm mà nó còn là ấu trùng. À dạ, thì có ấu trùng nó là như thế nào? Có ấu trùng nó là khi mà cái con đực cái được đẻ ra là bắt đầu là trứng, rồi bắt đầu nó sẽ ra nở ra một con ấu trùng, thì con ấu trùng nó được gọi là con ấu trùng L1, có nghĩa là L1. Giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hóa của bọ cánh cứng. Thì khi mà nuôi cái quá trình đó mình cần phải cho cái ăn thức ăn chuyên dụng của nó được gọi là mát. Mát thì hiện tại là bên em mình đang đây. Đây là mát ha, đây là thức ăn của nó. Ok, là mấy cái giống vỏ chấu vậy trong dạ, này ta. Nó được lên men. Ừ. Và ở trên đây hình của các con, như con này là con bò kìm kẹp, nó là họ bò kìm kẹp. Bò kìm thức ăn này dành cho bò kìm kẹp. Còn con này là thức ăn dành cho bò sừng. Bò sừng là có sừng. Có sừng. Và bé này ở đây là bé bò sừng. À bò sừng là cái sừng cong cong lên á. Dạ đúng rồi. Cái này mình cầm chơi trên tay được không ta? Dạ được anh, nhưng mà nó hơi đau chút xíu. À cái do cái chân nó có cái gai nó móc dạ, á hả? Đúng rồi. À. Nó nghe âm thanh nó. Và nó đặc biệt các bạn, nó là không biết qua đây các bạn có nghe không, nó kêu xịt 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 y như là ai xì bánh xe mình vậy đó. Đúng rồi. À. Đây là bò cánh cứng. Ồ cái này nó rất là nhiều loài đúng không ta? Dạ rất là nhiều loài, nó khoảng 300 loài anh. 300 loài. Mà anh thấy những cái bộ sưu tập toàn là của giống như là đại gia, có những con rất là mắc tiền luôn đúng không? Thật sự thì phải đại gia mới chơi cái bộ môn này. Nội thức ăn của nó thôi là đã ngốn cho mình một cái chi phí rất lớn khi mà mình nuôi có quá trình ấu của nó. Ấu của nó là sẽ tiến hóa 3 lần. Lần 1 là L1, L2 và L3. L3 là cái quá trình cuối cùng. Sau khi cái L3 nó sẽ bắt đầu tiến hóa thành bọ. Và khi mà tiến hóa thành bọ rồi nó sẽ không lớn nữa. Nó sẽ một cái kích thước như vậy cho tới lúc nó chết luôn. Và sau khi nó chết thì nó không có mất cái giá trị của con bọ của mình. Mình sẽ sử dụng của nó làm tiêu bản thì nó sống trường tồn. Thường mấy người ta chơi sưu tập đó là người ta chơi cái tiêu bản đó. Chơi tiêu bản không à, đúng rồi anh thấy dạng tiêu bản. Ủa tiêu bản của nó là mình cũng phải xử lý chứ hả? Chứ dạ, phải, đúng rồi, phải xử lý, phải có nó có nhiều quy trình xử lý riêng của tiêu bản nữa. Lý do anh hỏi đó tại vì anh thấy ở nhà, ở nói chung ở Việt Nam mình cũng có những con bọ cánh cứng này. Dạ có. Thì nó tất nhiên là nó không giống nhà, nó cũng là dạng rồi. Anh thấy khi nó chết á, nó gớt ở dưới đất á, thì nó cũng nguyên cái hình dạng nó luôn. Dạ. Mà nó không có bị giống như là phân hủy rã ra giống như cái loài khác. Thì không biết là những cái loài này khi sử dụng ta làm tiêu bản á, thì mình có xử lý cái kỹ thuật đồ này nọ vô. Dạ mình sẽ có cách xử lý cái phần vỏ bên ngoài của nó để cho nó cứng hơn, nó không bị giòn. Như cái hình hài của anh nói lúc nãy á, là anh thấy ở ngoài nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thực sự khi mà anh bóp vào nó sẽ nát. Đúng rồi đụng vô cái là nó rộp luôn, rất là giòn luôn á. Dạ còn sau khi mình xử lý để làm tiêu bản thì cái phần vỏ này luôn cứng. Luôn cứng và nó giống như là một con bọ bình thường vẫn còn sống thôi. Bóng đẹp y vậy luôn. Dạ bóng đẹp y vậy luôn. Ừ. Thậm chí có thể tung cánh của nó ra nữa. Dạ, nó đúng rồi, trong cánh này nó nhiều lớp luôn đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều lớp lắm. Rất là nhiều lớp, rất là hay luôn các bạn. Em có tìm hiểu là tại sao người Nhật người ta lại mê chơi cái bộ môn này không?
em thì em chưa tìm hiểu tới đó, nhưng mà em nghĩ là người Nhật người ta mê chơi bộ môn này tại vì cái khí hậu và cái nhiệt độ của người ta thích hợp để nuôi các con này và để cho nó đạt được cái kích thước tối đa. Vì tụi này á, cái quá trình 70% cái quá trình lớn của nó nằm ở giai đoạn ấu. Thì con ấu có đồng nghĩa với việc là mình nuôi con ấu nó càng to thì con bọ của mình khi nó tiến hóa nó sẽ càng to. Thì em nghĩ là do ở bên Nhật Bản người ta thích hợp cái nhiệt độ để nuôi cái con này hơn ở các nước khác. Cứ là nếu vậy nó chịu lạnh hết ta, con này, nhiệt, con độ, này chịu lạnh. Nhiệt độ của nó sống tốt nhất là khoảng bao nhiêu độ? Khoảng nếu mà tốt nhất là 25 tới 30 độ. 25 tới 30 độ thì nó cũng tương đối phù hợp với mình. Mát mát. Thậm chí lúc sinh sản nó thì phải bỏ vào tủ lạnh luôn. Bỏ vào tủ lạnh luôn. Lại là tủ lạnh. Lại tủ lạnh. Lại tủ lạnh. Cây của em cũng đòi cho ngủ đông trong tủ lạnh. Thì tất cả đó là một cái phương pháp ngủ đông mà. Tủ lạnh bự quá ha. Chứa gì cũng chứa. Con này nó lớn hết cỡ chưa? Dạ chưa đâu anh. Cái hai cái size này là size bé đó. Size bé đó tại vì lúc cái thời điểm ấu thì nó không được ăn uống tốt lắm thì nó sẽ chỉ có size này thôi. Thậm chí có thể nó to hơn nữa nếu mà mình nuôi cái con ấu nó tốt. Có nghĩa là cái kích thước khi trưởng thành của nó sẽ phụ thuộc vào kích thước ấu. Dạ chính xác. Có cái loài này mình có thể nuôi sinh sản ở đây không ta? Dạ dễ anh. Tụi dễ có thể hả? Nuôi sinh sản dễ. Thì nó sinh sản theo mùa hay là như thế nào? Nó sinh sản theo mùa anh, hoàn toàn mọi cánh cứng đều sinh sản theo mùa hết. Đúng mùa nó mới sinh sản. Là mình cứ thả được cái vô là tự nó sẽ có biết làm hay là thả được cái vào thì nó cần phải một số cái phương pháp nữa. Ví dụ như nó sẽ có những cái khúc gỗ. Cái khúc gỗ đó là dành riêng cho để sinh sản bọ cánh cứng anh ha. Thì khi mà nó có cái khúc gỗ đó nó sẽ đẻ trứng vào cái khúc gỗ đó. Đó là dành riêng cho một số dòng. Còn có một số dòng khác mình cần phải nén một cái đất nó thật là cứng. Nén cứng đến cái độ mà nó giống như là đá vậy đó. Để cho khi mà cái con nó phối xong nó sẽ chui xuống dưới cái lòng đó. Nó đẻ con dưới đó và con dưới đó bắt đầu nó sẽ nở, nó đẻ trứng và bắt đầu nở ra bằng con thành con ấu. Con ấu nó sẽ ở dưới nền nó chui lên. Một lần bé đẻ được nhiều không ta? Dạ khoảng mười mấy hai chục con thôi. Mười mấy hai chục con cũng ít quá ha. Cái loại này là loại sừng nha các bạn, sừng nó giống như cái nó có ngã ba đó, giống như cái dàn ná vậy các bạn. Gọi là sừng gì ta? Hai sừng. Em còn có một cái con bọ mà giống như là nó ủi phân á, nó cuộn phân hay là tròn á, là nó chung họ với tụi này không? Dạ nó khác chút xíu. Khác chút xíu, nhưng mà nó cũng là dòng bọ cánh cứng. Dạ cũng là bọ cánh cứng. Nó hay các bạn không biết, các bạn coi Thế Giới Động Vật có biết cái dòng đó nó chuyên dọn cứt bò. Đúng không? Chuyên dọn cứt bò. Cuộn là hình cục tròn. Có nghĩa là nó mình kỳ đó mình coi cái chương trình nó nói là Úc hay là nước nào như Úc á là ô nhiễm bởi phân bò quá nhiều, cho nên là thả cái lối vô là nó dọn phân, nó ăn phân cho mình, nó cuộn lại mọi cái đó, coi như là cũng là một cái gọi là hồi nãy cái con gì em nói nó là giống như là gì đó, cá lau kính á, cá dọn bể, thì con này nó cũng có công dụng là nó dọn dẹp vệ sinh đúng không? Ở bên nãy mình nói về con gì ta, nó cũng có con mà dọn bể. Ở đây em, đây xíu ra. Đây em cũng đây. Em cất cái đó vào. Rồi đây này giống cái phòng này nó giống như cái túi của Doraemon đó các bạn. Nói một cái móc ra các bạn. Dạ đây. Rồi. Cá lau kiến. Đây là tụi em hay gọi nó là cá lau kiến trên cạn anh ha. Cá lau kiến trên cạn. Đây mà mình nó có tên khoa học là Isobot. Isobot hả? Dạ. Thì về Việt Nam mình gọi nhanh hơn là con mọt ẩm. Mọt ẩm. Ở Việt Nam mình có dòng này anh ha. Có dòng này luôn. Rất là nhiều. Ví dụ như những cái vườn cây á, anh có thể đào đất lên là anh thấy nó liền. Dạ đây. Thì đây là hình như anh có gặp nó nhưng mà anh thấy màu sắc nó không được giống vậy. Dạ đúng rồi. Đen hơn. Tùy khu vực nữa anh. Tùy khu vực. Thì mấy bé này được tìm ở trên núi. Không chịu xuống luôn rồi, nó mến anh quá. Nó mến anh quá, anh thả nó xuống rồi nó không chịu xuống nè. Anh đổi tay. Cứ cái chùm. Rồi, đây là Isobot, thì tụi này nó sống cộng đồng anh nha. Sống cộng đồng. Sống tụi nó khi mà tụi nó được sống cộng đồng thì tụi nó sinh sản mới tốt. Và ăn tốt hơn. Tụi nó sẽ ăn theo bầy. Ăn theo bầy. Dạ. Nó ăn gì em? Thường là tụi em cho ăn dưa leo. Dưa leo. Rau củ quả hoặc là cám cá luôn anh. Cám cho cá ăn á. Nó khi mà nó được chiếu đèn cho các bạn thì những cái ánh sáng mà được chiếu từ các góc á, nó làm cho bé nó có rất là nhiều màu đẹp ha. Như bé này đỏ hơn rồi. Nó không cắn anh, thoải mái.
Anh chỉ sợ nó đau hết chứ không sợ nó cắn. Nó đi khá là nhanh luôn á. Bận rộn lắm. Con này thì cái chức năng của nó là nó sẽ dọn dẹp vệ sinh. Dọn dẹp vệ sinh, nó xử lý cái chất nền của mình anh. Tại vì tụi nó ăn nền của mình mà. Cái nền khi mà tụi em lót đất hay là bất kỳ thứ gì nó đều ăn hết. Và lá này nó cũng ăn. Thậm chí anh bỏ giấy cạc tông vào nó cũng ăn nữa. Và nó sau khi nó xử lý nó sẽ đưa ra một cái chất nền của mình vi sinh tốt hơn, tơi xốp hơn, giống như con giun đất mình vậy đó. Đây là những cái phân của bé nó. Không, phân này là phân của con cuốn chiếu. Phân này của cuốn chiếu. cuốn chiếu còn. Ồ vậy cái này người ta sẽ gọi là, nếu mà vậy người ta có thể nuôi chung kết hợp với những dòng nào? Hay là cái này nó chỉ là xử lý cái nền trước rồi mình sử dụng cái nền này để dạ không, cái này mình khác. Có 3 cách chơi. Thứ nhất là mình sử dụng để xử lý cái nền như anh nói. Và mình sử dụng cái nền cho mục đích khác. Cái thứ hai là mình nuôi kiển. Mình nuôi cộng đồng như thế này để mình gọi là mình theo dõi cái quá trình sinh sản của tụi nó như thế nào, cái quá trình lớn của tụi nó như thế nào, lột ăn uống làm sao. Đó là cái cách chơi, đó là một dòng thú cưng luôn. Đó là một dòng thú cưng. Hoặc là người ta có thể set up những cái terrarium. Terrarium là hồ bán cạn, đồ mình thả nó vào rất là đẹp. Và còn cái cách thứ ba là nó sẽ nuôi cộng sinh với những cái con bé khác. Ví dụ như những con bé nhiệt đới anh ha. Ví dụ như con nhện hoặc là con rắn độc, mà rắn, những cái con rắn mà cần lót đất á. Thì tụi này nó sẽ xử lý cái phân của cái con bé đó cho mình. Vậy là cộng sinh nó làm cho cái chất nền của ví dụ như cái chuồng rắn đó nó sẽ có nhiều vi sinh hơn. Dạ đúng rồi. Sẽ tốt hơn. Rất là hay luôn. Cộng sinh đó bạn. Lối sống cộng sinh ha. Còn đây là những bạn cuốn chiếu có thể sống chung với nó luôn ha em. Dạ. Bé này là bé cuốn chiếu cầu vồng. Cuốn chiếu cầu vồng, có nghĩa là nó có nhiều sắc tố màu. Nó có 7 màu luôn. 7 màu anh. Con này nó còn bự nữa không ta? Dạ không, nó gần như là má size đó. Nhưng mà anh muốn bự thì em có con bự hơn nữa. Có bự hơn nữa. Đâu con nào bự hơn nữa. Okay, hay không móc ra nữa các bạn. Để em sử dụng túi thần kỳ chút xíu nha mọi người. Tướng thì giống Doraemon rồi đó các bạn. Thì giờ có thêm cái túi thần kỳ nữa. Để xuống kế bên tay ảnh cho biết. Đúng rồi, một trời một vật luôn. Đây là con rết. Ở lộn. Con cuốn chiếu của châu Phi nha mọi người, to nhất thế giới. Cuốn chiếu này được xem là to nhất thế giới. Nó chưa có to nhất đâu, nó còn phát triển nữa. Còn phát triển nữa. Size này là size kiểu mới nhú, xém vậy thì. Xém vậy thì thôi hả? Rồi, này tuổi teen. Này là tuổi teen ha. Ê, hôm bữa anh mới coi, bữa giờ nó rộ lên trên Facebook có cái bài đăng cái con gì là cái con ăn chơi nhất hành tinh ta. Cứ cắn như con cuốn chiếu rồi nó bê á. Con cáo đúng không? Con cáo. Không biết các bạn có đã coi cái đó không? Nó cắn con này với lại một con nữa. Cái con màu đỏ. Nó giống vậy nè anh, nhưng mà nó màu đỏ. Anh có thấy trên người nó có mấy con ve nhỏ. Đúng rồi, không? Có những con ve nè. Mấy con ve đó là giúp nó bảo ăn và bảo vệ cái vỏ nó. Nó sống cộng sinh luôn, cộng chứ sinh. Không có nguy hiểm. Một số người mua về cái hỏi chết rồi, nó con của anh bị gì nhịn đỏ hả? Đây nè các bạn. Dạ. Nhưng mà thật ra là nó sống cộng sinh với bé nha. Để nó làm vệ sinh đó, giống như là cá voi có mấy con cá đi theo. Đúng rồi, giống như trâu rồi tê giác có mấy con sáo nó đứng ăn ve ăn đồ ở dưới người đó. Shop của tụi em đặt tụi này là ở môn phái gọi là môn phái toàn chân. Toàn chân. Phái toàn chân là chính xác rồi đó. Ok các bạn, một chào bật đây các bạn, khi mà con cuốn chiếu cầu vồng nó bung ra các bạn sẽ thấy nó khá là nhiều sắc tố màu ha. Đó, cho nên là mọi người sẽ gọi nó là cầu vồng. À, đặc biệt là đẹp hơn khi được chiếu ánh sáng vô. Quá trời quá đó. Anh ngứa không anh? Anh không ngứa. Nó quá trời chân, nó xa cho anh luôn kìa. Cái này ai gặp là quẳng luôn á. Có nhiều người ta sẽ bị hoảng sợ bởi những cái chân như vậy. Sợ chân á. Rồi dễ thương rồi. Em nói cho sang vậy thôi chứ em có bao giờ em dám đụng nè. Nó đi làm neo chắc cực lắm ha. Không, mua giày mới tốn mà. Mua giày là khỏi nói. Mua giày là thôi tốn. Chúng ta có thể gặp những bạn cuốn chiếu nhỏ nhỏ ở trong vườn, rất là dễ gặp. Nhưng mà thường thường chúng ta sẽ bỏ qua mà chúng ta không có ngắm nhìn nó kỹ, tại vì nó rất là nhỏ. Giống như bản thân anh đó giờ gặp rất là nhiều cuốn chiếu rồi, nhưng mà chưa, anh cũng lần đầu tiên anh thấy nó có hai cái râu rồi luôn á. Dạ. Tại vì cái con kia nó nhỏ quá, hầu như mình chỉ liếc qua cái xong mình lướt qua chứ không bao giờ mình đủ cái lấy cái lúp ra để mình ngồi mình nhìn kỹ nó. Thì ở cái con lớn này mình mới thấy được là nó có hai cái râu, như hai cái râu dế á bạn ha. Em cũng chưa biết cái râu này nó có thể sử dụng làm gì, em nghĩ là để định hướng, để thuận cảm, để biết đường đi. Đúng rồi. Có mà. Anh nghĩ nó sẽ rà đường hay là cái gì đó. Ai mà sợ chân thì gặp vô cái này sẽ
rất là quẳng luôn á. Rất là nhiều này tuổi thọ rất là cao anh nha. Tuổi thọ rất là cao. Cái nào nó có thể hơn 10 năm. Hơn 10 năm luôn. Dạ. Wow. Dạ, cái tốc độ sinh trưởng của nó cực kỳ chậm. Cực kỳ chậm luôn hả? Cái lớp da này nó giờ vô cảm giác nó rất là cứng chắc chắn như là sắt thép luôn á bạn ha. Hả? Bún có thể nghe kêu beng beng. Bún nó ra tự nhiên kêu bún. Em gõ nha. Thì mình có nói là hôm bữa cái con vượn cáo gì đó các bạn, ở trong thiên nhiên á là nó phê pha bằng cách là nó sẽ cắn cái con này. Đấy, trong con này nó sẽ tiết ra cái dịch phải không ta? Tiết ra một cái axit à. Tiết ra cái axit. Đó thì nó làm cho cái con vượn cáo nó rơi vô trạng thái phê pha ha. À, nếu mà là... anh cầm nó đủ lâu lá hồi nó cũng tiết vô tay anh. Thế rồi à? Xong lấy anh dạ. Phê luôn. Phê cả hai dòng này đều tiết hết. Ồ. Con này nó tiết ra cái mùi giấm chua. Mùi giấm chua hả? Con này thì không mùi nhưng mà nhìn nó dơ lắm. À. Thì nó nói chung nó cũng có nhu cầu phê pha cho tự nhiên ha. Mấy con khỉ nó cũng biết đi lượm trái này trái kia ăn rồi nó phê chứ bộ. Tụi nó cũng biết giải trí. Đúng, đời sống tinh thần rất giải trí. Thì thật ra đó, trước đây anh coi những cái thế giới động vật thì cũng có những cái bài đó thì anh mới cảm nhận là thật ra động vật nó cũng có rất là nhiều cái hay mà mình chưa khám phá. Dạ, đúng rồi. Nó cũng có cái đời sống tinh thần của nó cũng có đời sống này nọ của nó, tình dục các thứ mà cái mình mới thấy là con người mình chỉ là một cái thành viên thôi. Dạ. Cũng là thành viên ở trong cái tổng thể này thôi chứ mình không phải là làm chủ thế giới này nọ. Nó bò ra nè các bạn. Mình nói là động vật nó mến mình lắm, nó mến tay mến chân mình lắm. Yêu thương quá. Nhìn cái chân nó đi đúng hay, giống như là lượn sóng, lượn sóng, lượn sóng. Bé như mấy bé này là nó cũng ăn mấy cái chất nền này thôi hả? Dạ không anh, bé cuốn chiếu này thì nó ăn lá là chủ yếu. Lá. Ăn lá và tụi em cho ăn dưa leo nữa. Dưa leo. Thì đây là em cho ăn lá gì nếu mà lá? Lá bàng. À lá bàng á hả? Tụi em cho lá bàng. Nhưng mà tụi em vẫn bổ sung thêm chất xơ với lại nước á qua dưa leo. Qua dưa leo đúng rồi, dưa leo thì chứa nhiều nước. Cực kỳ chậm lớn luôn ha. Dạ cực kỳ. Ví dụ như nuôi từ size nhỏ tới size này cỡ mấy năm? 3 năm anh. 3 năm. 3 năm tới 4 năm. Di chuyển, bận gộn. Một bé này thì bao nhiêu ta? Một bé này hiện tại em đang bán là giá 1.800.000. Ồ. 1.800.000. Cái đầu nó nhìn đúng mắt cười. Cái này chỉ có bỏ dưa leo vô là ăn thôi. Dạ bỏ dưa leo vô nè, rồi bí đỏ, cà rốt, rau, xà lách, đồ nó cũng ăn. Nói chung là nó ăn bất kỳ thứ gì mà có chứa nước. À. Đồ ăn ngọt nó còn khoái nữa. Ngọt hả? Trời dạ ơi. Mấy như táo đồ hay là chuối đồ tới tấp luôn. Ông địa xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Sao ta mỗi ngày thì cho ăn hết hay là sao em cứ để trong đó tự nó dạ, em một tuần tới hai tuần mới cho ăn lần, thậm chí có tháng cả tháng mới cho ăn lần tại vì nó đã ăn lá ở trong đó rồi. À ở trong này trong có những cái lá bàng à, lá là phải lá già dạ, hay lá khô tươi? Lá khô anh. Lá khô đúng không? Toàn là lá khô hết. Rồi cái kiểu mà em cho ăn dưa leo rồi bí đỏ là dạng bổ sung thôi. Dạ bổ sung. Oh. Giống như là nó uống nước á, tụi em đâu có xịt ẩm đó đâu. Nó sẽ nhận ẩm từ cái đó. Không cần ẩm gì luôn ha em. Dạ, thường tụi em không xịt ẩm tại vì tụi này nó ở châu Phi mà. Ở ngoài bên châu Phi nó không có ẩm nhiều, đồ ẩm nó ít lắm. Cuốn chiếu. Cái này là em lót nền bằng cái gì? Dạ đất nền của em luôn đó anh. Lại là đất ơi của tụi em. Đây là những cái lá mà tụi nó ăn nè, nó ăn bị rỉa nè. Không biết hồi nhỏ anh có hay chơi ngâm mấy cái lá này xong cho nó ra cái vân á, rồi có chơi thử không ta? À em hồi nhỏ em hay chơi á để ngâm cái lá. Lấy cái đường gân lại thôi đúng không? Rã kia lại, đẹp. Thì cái đó nữ chơi nhiều. Dạ. Tụi này nó lớn mà cách lột xác hết luôn anh nha. Nó lột xác? Dạ, Isobot và cuốn chiếu này luôn. Lột xác ra để lớn tiếp. Có nghĩa là nó cũng lột theo kiểu con nhện nãy lột vừa dạ, cái xác lại luôn á hả? Dạ. Ồ bé này khoảng bao lâu nó sẽ lột xác một lần em? Con này có khi là cả năm nó mới lột anh. Cả năm mới lột một lần. Dạ cái nó nuôi rất là dễ, bất kỳ các nhu cầu gì về nhiệt độ, ánh sáng hay là độ ẩm mình đều có thể dễ cung cấp cho nó hết. Nhưng mà chỉ trừ khi lúc mà nó lột xác là coi như là tự sinh tự diệt, mình phải coi như là thắp nhang. À lúc dạ. Mà nó lột xác là mình phải hên xui hả? Dạ đúng rồi. Nhiều khi nó lột không được là nó đi bụi luôn. Dạ đúng rồi. Lúc đó là nó khó nhất tại vì cái lớp vỏ của nó rất là cứng. Nó phải dùng hết coi như là cái sức bình sinh từ cha sinh mẹ đẻ nó tới nhỏ để cho nứt cái vỏ này ra. Cho nên lúc đó mình chỉ có cố gắng là mình cầu nguyện thôi. Các bạn để ý khi mà nó di chuyển cái chân nó rất là ngộ các bạn.
nó nè ha, nó lượn sóng nè ha, chứ không phải là tất cả đều cùng di chuyển đâu, mà nó lượn từ dưới này lượn lên nè, nó kiểu giống như là gì ta, moonwalk của Michael Jackson vậy các bạn. Cái là cảm giác cái phần trên nó không có động, chỉ cái phần trên nó động thôi ha, kiểu dạng vậy. Đứng cưng đi theo thứ tự đàng hoàng đó, đúng rồi, đi theo thứ tự luôn á, đàng hoàng sẽ kỹ, chân nó cũng sẽ có chân to chân nhỏ, không có đều, đúng rồi. Mà mấy bé này nó có bệnh tật gì không ta? Dạ không anh, thường là không có bệnh, tại vì nó chỉ có cái bệnh là bị lũng vỏ. Lũng vỏ, lũng vỏ là khi nào khi mà nó bị va đập quá nhiều, quá mạnh, với lại ẩm nhiều quá, ẩm nhiều quá thì cái vỏ nó bị mục mớt. Vậy thôi anh, chỉ có nhiêu đó thôi. Và nó có mấy bạn cộng sinh lo cái vỏ nó rồi. Nhân viên massage, nhân viên làm nail. Hầu như cái này là khi nào nhớ ra nhìn nó chút xíu thôi, chứ không hề tốn công chăm sóc gì luôn. Không hề tốn công luôn. Thì đó, lâu lâu anh cúng địa nhìn vô, ủa chết rồi, nó thiêu rồi, sắp hư rồi. Tụi này mình nuôi cái nhiệt độ nóng nó sẽ tốt hơn là nhiệt độ lạnh. Nhiệt độ lạnh nó sẽ bắt đầu nó chỉ cuốn lại thôi, nó cuốn lại thành cục, nó nghỉ ngơi. Nhưng mà nóng bắt đầu nó sẽ hoạt động. Nó đi ăn rồi, nó đi uống, nó đi chơi vòng vòng. Là có thể nuôi trong những cái tăng này. Dạ. Nó có bò ra ngoài gì không ta? Dạ nó không bò lên cao được anh. Cũng như con này bò lên cao nè. Tại là có nước, phải có độ ẩm nó mới bò lên được tới đây. Nhưng mà nó không bò lên được nữa. Đụng cái này nữa. Không, anh ấn tượng với tụi cuốn chiếu này quá. Dạ. Mê chân rồi. Như tụi này nuôi chung với tụi này được không? Dạ được anh. Cứ làm một cái thùng vậy đó. Chứ để nãy giờ anh toàn mấy con sống cô đơn đó. Ở bên nước ngoài có một cái phong trào chơi eSports này. Và những con cuốn chiếu nhỏ như thế này. Rồi người ta bắt thêm mấy chục con ốc sên á, ốc sên mà size nhỏ á. Người ta thả vào, người ta làm cái terrarium. Và khi mà người ta bỏ một miếng táo vô, bắt đầu tụi nó bu kính cái táo rất là vui. Em cũng đang triển khai cái đó, em đang học hỏi theo bên đó để làm thử. Tại một mình làm một cái cộng đồng thu nhỏ về những cái con này. Cũng hay á. Cái này ví dụ như cái bé nhỏ nhỏ này là shop mình bán sao ta? Dạ bé này thì em bán thường em không bán thêm lẻ một con. Mà em tháng bán thêm một pack. Một pack của nó là 10 con, 5 con, 20 con, 30 con. Và nó cũng đa dạng hình dáng, màu sắc nhiều con. Cái này. Đây. Nhỏ nhỏ đây là khá, dòng này khá là đẹp. Bé xinh xinh. Nó nhiều lắm anh. Nó nhiều loại giá lắm, bây giờ em cũng không có thể nói cụ thể được. Đây nè, nó lột vỏ nè các bạn. Dạ. Ủa, hay là nó chết? Không, nó nằm anh. Nằm ngủ lật ngửa. Màu trắng đen. Trời ơi, con này cũng con đẹp. Con này là ngựa vằn. Con này là dịch lửa. Dịch lửa này ngựa vằn. Công nhận ở HT Exotic phải nói là rất là nhiều dòng độc lạ các bạn ha. Còn slogan của chúng em là gì? Chúng tôi có rất nhiều thứ, đặc biệt là thứ gì. thiệt gì. Ví dụ là em bán là em bán nguyên cái này luôn hả? Dạ không, em bán theo số lượng con anh, 5 con hoặc 10 con hoặc 20 con, tùy theo nhu cầu của khách. Thì mình mua càng nhiều thì giá nó sẽ càng tốt hơn. Ví dụ như 5 con này, 10 con thì bao nhiêu? Như con này nè, như con vịt lửa này nó là dạng cao cấp rồi. 10 con này là giá 1.800.000. Như bé này thì 600, như bé to đùng này thì 600. Còn bé này 10 con thì nó có nhớ là 350.000 thôi. Tùy dòng nữa. Đủ giá hết, tùy theo nhu cầu. Em còn khoảng 30-40 dòng đây nữa nè. Đây hộp này đều là eSports hết. eSports hết. Dạ, đây là đều eSports hết. Nó phải tràn qua tới sau lưng anh luôn. Tới đây. Đây luôn. Rất rồi. Là đa dạng luôn các bạn ha. Mình hỏi kỹ chiều như vậy, thật sự là nói là mình cũng đang nhâm nhe là một cái hồ thả vô vậy á. Rồi lâu lâu mình thả một miếng táo, trái chuối vô nó bu luôn ăn. Bu dữ lắm, ăn dữ lắm, mấy cái đồ ngọt, nhưng mà anh phải hạn chế bỏ đồ ngọt, tại vì em sợ kiến. Nó sợ kiến không ta? Nó sợ kiến. Con nào cũng sợ kiến hết á. Đúng rồi. Kiến dữ nhất á. Hôm bữa anh mới làm một cái bài cũng nói về mấy bạn kiến đó. Nhỏ mà có vỏ đó. Em mà sợ bị kiến mà nó còn khổng lồ lên nữa, ai chơi lại nó ta. Vừa sống cộng đồng mà vừa khỏe, thông minh, vừa thông minh, dạ, vừa sống thông có minh. Tổ chức. Tính đúng ra rồi. Nó rất là tổ chức luôn. Nó là team work nhất luôn. Bạn nhìn nó vò cái chân của nó. Vẫn gì. Đó, nó như nó lướt sóng vậy đó. Hồi giờ là tụi em có vài con siêu bự luôn. Siêu bự luôn hả? Là vừa chụp hình cái là người ta hốt liền luôn. Tại vì rất là hiếm, tại vì anh
anh chiều nó rồi đó, nó rất là lâu để lớn. Mà lớn cái size khủng đó là người ta sẵn sàng, người ta bỏ số tiền lớn người ta lấy liền. Đi chân nhìn cuốn. Và cũng là một con định đem về shop để làm linh thú như vậy. Anh chiều mà nó con gì về làm linh thú là con đó lên đường. Cái này mà tối tối anh chưa, anh ngồi nhìn cái chân của nó dính á. Rồi dính luôn á. Dính luôn á. Nhìn đã buồn. Nhìn giống như đánh đàn. Cứ bận rộn ngoài. Rồi nhìn ngứa chưa. Em có tìm hiểu cái loài này ở trong thiên nhiên nó đóng một cái vai trò gì không ta? À, đóng vai trò là xử lý đất luôn đó anh. Xử lý đất luôn? Dạ. Nó làm cho tơi xốp đất ra. Rồi nó dọn lá khô nè. Rồi nó ăn những cái giống như là những cái thực phẩm hay là những cái phế phẩm bị dơ, bị bẩn của những cái con khác ăn thải lại hoặc phân. Xử lý hết. Ok, quá là hay luôn các bạn. Này là người dọn dẹp trái đất ha. Một trong những người dọn dẹp trái đất. Bạn này dọn tốt hơn. Bạn này là siêu nhân rồi, siêu nhân dọn luôn. Siêu dọn luôn ha. Siêu dọn luôn. Dọn câu cách. Hay quá. Ở dưới này nè. Đó. Cái... Sao vậy? Support ăn kim loại nặng mà. Ăn kim loại nặng luôn hả? Ồ. Thấy thương quá trời. Mà anh thấy bé này nó sặc sỡ ha. Ừ, sặc sỡ. Dòng này của Việt Nam anh nha. Này Việt Nam hả? À, dòng Việt Nam mình nhiều con đẹp lắm. Đẹp quá trời. Để anh giới, em giới thiệu cho anh thêm vài con của Việt Nam mà giờ của Isobot. Anh nhìn rất là đẹp luôn. Ok. Chicolor. Đẹp lô. Nói mấy anh em mà đi mày mò tìm ra mấy cái dòng này phải nói là cả một kỳ công á. Mấy con này phải đi rừng mới tìm ra được chứ nếu mà mình ngồi không thì mình đâu thấy được nó. Chicolor. Đây là Chicolor anh nha. Đây mình sẽ thấy nó đây. Anh sẽ. Ôi con này còn đẹp hơn nữa. Dạ. Rồi. Đây là một dòng gọi là khi tụi em mới phát hiện tụi nó ra là đặt tên nó là chè ba màu. Chè ba màu. Chicolor nó có ba màu. Rồi đây là quỷ ha. Quỷ lửa. Quỷ đỏ chứ. Đây. Con này là con lấy gì? Blister. Con này ít quá mình khoan giới thiệu đi. Đây là quỷ. Em hay kêu là quỷ đỏ. Đây, đây nó sinh sản dưới đây. Ôi ôi. Đó, anh thấy mấy con sa baby không? Ôi, này sa baby hả? Dạ đúng rồi. Con đó đó. Còn mấy con nhỏ hơn gọi là springtail, nó cũng là lao công dọn luôn. Tụi này dọn cũng cỡ tụi Isobot trở lên chứ không giỡn. Bé này. Đây ha. Cũng Việt Nam anh nha, nãy giờ em đang nói gì những cái dòng Việt Nam đây. Nhìn nó ngứa quá. Rồi. Ơ nhưng mà con này đặc biệt nó à mấy con kia cũng có râu. Nhưng mà cái con này nó cái lâu nó màu mè hơn. Màu mè hơn, nó có hai cái cọng lông trắng nhìn nó ấn tượng hơn. Còn mấy con kia nó dẹp dẹp hơn, mấy con này giống mấy con gì ta, mấy con bọ biển nó đúng rồi anh. Con bọ biển cũng là Isobot anh. Ê là Isobot luôn hả? Nó là Isobot anh. Mà dưới biển. Dạ đúng rồi. Dạ, nó có nhiều cách chế biến hơn tụi này. Thịt nó ngon. Con này là khá là mắc tiền. Rồi anh nãy mới coi nè mà. Nhưng mà sao nhìn nó ít màu sắc hơn. Nhìn nó màu sắc không bằng mấy con kia ha. Dạ. Nhưng mà cái mặt nó nếu mà nhìn kỹ nó giống như con vịt vậy anh. Tại nó béo quá. Vịt nó đây là vịt lửa đó. Vịt lửa. Ủa hồi nãy coi chưa? Nè anh thấy cái mặt nó không? À, bé nó cuộn lại rồi. Mấy bé này nó còn lớn nữa không ta? Hay còn lớn nữa anh. Lớn mắt size cỡ nào em? Mắt size tụi này nó khoảng được 1.5 cm thôi. 1.5 cm. Con này thì được gần 2 cm. Gần 2 cm. Tùy dòng anh có mấy những dòng nó khoảng có 0.3 cm thôi. Nhưng mà được cái là tụi nó sinh sản rất là tốt. Với Chicolor. Và không mấy cái dòng này nước ngoài mà khoan nói đi. Sao vậy? Nước ngoài cũng vui mà. Cho mọi người nhìn cho nó đa dạng nè. Sẵn đang nói nè. Đó. Nó vàng hè. Với Chicolor. Nó đang phân xử lý một miếng dưa leo. Nhưng mà cái này nó không đẹp bằng hàng Việt Nam đâu. Dạ đúng rồi. Anh thấy hàng Việt Nam mình tính ra màu mè nó đẹp. Đúng rồi. Nó nói là Việt Nam mình là bảo tàng mà. Hệ sinh thái Việt Nam mình đa dạng mà. Nước ngoài nó mê lắm á. Tại mình chưa biết cái cách bảo trì phát triển thôi. Không, mình không phát triển được. Mình bị sinh ngoại. Sinh ngoại quá. Hồi nãy anh thấy cái con này đẹp lắm, là đỏ đỏ hơn ta. Dạ. Con nào anh? Mẹ. Không, con Chicolor. Hỏi Chicolor đó, chè ba màu hay gì đó. Chè ba màu. Con này nè. Đúng nó không? Không, con nãy có tông đỏ đỏ. Chắc con này quá. Nè. Đúng rồi, con đó đó. Đây là Chicolor. Chicolor đúng rồi. Nó có nhiều loại màu.
Như dòng này thì bao nhiêu 10 bé em? 10 bé 300. Dễ chứ gì? Dạ, hàng Việt Nam mà. Này là nè, con này nè, đậm nè. Này cũng là nó gần giống như Chicolor anh, nhưng mà nó là Flitter. Đúng rồi. Nó là một màu khác của nó cũng đậm màu mà. Đây 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 đây, 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 đây. Đó. Này Việt Nam luôn hả em? Dạ Việt Nam luôn anh. Mình nãy giờ mình hỏi kỹ là tại vì mình cũng đang muốn chăm sóc rồi đó đó các bạn, nhìn anh, nó ghiền quá. Anh ngồi anh mừng. Mừng con như là nựng con mèo vậy á. Phê lắm, gỡ đã lắm các bạn. Gỡ đã lắm bộ. Mọi người muốn rờ thử qua đây chơi. Ok. Anh em nào này nói thiệt, anh em muốn trải nghiệm, muốn tìm hiểu thông tin, muốn rờ thử thì cứ qua shop ha. Ok, shop sẵn sàng tư vấn coi như rất là nhiệt tình, thoải mái cho anh cứ em. Cứ coi như mọi người đi sở thú cũng được. Ok. Đó là mong muốn của tụi em hồi xưa mà. Đâu mong muốn của em sao em chia sẻ với mọi người với. Chị chồng, kể đi chị chồng. Đang nói tới khúc nào vậy em nói đi. Mong muốn của mình á. Nói chung là mong muốn của em là muốn làm một cái hệ sinh thái thu nhỏ cho mọi người vào tiếp xúc với lại nhiều loại thú cưng hơn. Đúng là em mang tiếng là mang cửa hàng thú cưng. Thì em muốn là cái shop của em nó phải là thật nhiều thú cưng. Phải có thú ở trong đó. Dạ, phải có thú trong đó. Thì em đang cố gắng sưu tầm được thật là nhiều loại lạ để cho mọi người tới trải nghiệm và học thêm kiến thức của tụi nó. Quá hay luôn. Em thích chia sẻ. Thật ra cái đó cũng là cái đam mê của mọi người và muốn lan tỏa cái điều đó. Giống như mình cũng có từng có chia sẻ các bạn cái mô hình về cái những cái sở thú mà kiểu cũ á, thì nó bắt đầu nó cũng hơi chán chán. Dạ, kiểu dạng cưỡi ngựa xem hoa đi nhìn không có thu thập được cái gì cả. Thì đây giống như là một cái sở thú thu nhỏ. Hôm bữa thì mà các bạn có nhớ cái clip mà mình quay về cá biển của Rin không? Thì cũng giống như là một cái farm thu nhỏ, cũng là cái hồ trong đó đa dạng các loại về san hô á. Đó, thì cũng rất là hấp dẫn luôn. Thì mỗi một loài như vậy á, mặc dù đôi khi nó nhỏ xíu, ví dụ như một cái bé này nó nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà cái kiến thức xung quanh của nó thì cũng rất là hay ha, rất là hay để chúng ta tìm hiểu. Rồi mỗi loài nó sẽ, mỗi cái nhánh nó phải phân ra nó khác chút đỉnh. Rồi loài này loài kia nữa. Nó mới có một cái vai trò nào đó trong cái này, cái đất mạng. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Chắc bữa nào anh phải làm một cái này quá. Như con này nuôi vô đây chung luôn được không? Dạ được anh, nhưng mà em thấy nó không hợp. Không hợp hả? Dạ em thấy nó bị bự quá sợ. Bự quá sợ này, này thì nuôi mấy bé cú chiếu nhỏ nhỏ. Cú chiếu nhỏ thì ok. Còn bự này nuôi mình đó. Sợ vô nó cạp trái dưa leo cái tụi này không hết thấy đường á. Nó chứ tụi em cũng có khi bỏ vô chung á. Em set up hồ có khi là ớt nó nè. Mấy đứa bạn sợ là nó sẽ, con ớt sẽ ăn nó, nhưng mà thật ra là nó cũng né được hết. Nhưng mà chắc chắn là quân số sẽ bị heo hụt. Các bạn thấy là cái có nghĩa là theo như mình quan sát và cảm nhận á, tất cả mọi cái sáng chế của con người ở trên trái đất cho tới ngày nay đều quan sát từ thiên nhiên hết. Đúng. Ha, từ cái chiếc máy bay, cái cánh máy bay làm sao thì cũng quan sát từ con chim. Từ những cái gọi là cái gì đó, cái bàn đạp, xe đạp, từ những cái khớp á, đều quan sát từ những cái khớp của con người nè. Đó, và những cái gọi là những cái ống sắt mà có thể linh hoạt bẻ cong uốn éo theo chiều thì chắc là nghiên cứu từ con cuốn chiếu này quá. Nó giống như là những cái khớp nè, các bạn thấy không? Bề ngoài rất là cứng nhưng mà khi cần cuốn lại là nó cuốn được ha. Thì nhờ những cái chỗ này là nó linh động nè, nó như từng cái khớp đây. Khi mà nó khép lại chúng ta sẽ không thấy cái lằn đỏ đâu, đúng không? Nhưng mà khi mà bé nó mở ra cong này, nó có những cái lằn đỏ này là những cái khoảng chờ để nó linh động, nó linh hoạt. Thì dưới góc nhìn của mình á, tất cả mọi cái sáng chế này của khoa học ngày nay là đều quan sát từ thiên nhiên để mà có thể áp dụng được hết. Rất là hay luôn, bởi vì chính vì vậy mà mình rất là yêu thiên nhiên các bạn. Có nghĩa là mình thật sự mình nói mình quý những cái sản phẩm nào của thiên nhiên làm ra. Những cái sản cái này là góc độ cá nhân nha các bạn, cho nên là tùy mỗi người cái gu. Ví dụ như một cái chiếc siêu xe hoặc là chiếc đồng hồ thì đối với anh không có phê. Một cái đồng hồ đẳng cấp á, thì tất nhiên là nhìn biết nó là một cái gì đó rất là kỳ công, một cái tác phẩm nghệ thuật luôn. Nhưng mà để so sánh với lại những cái sản phẩm từ thiên nhiên á, thì anh cho luôn chọn những sản phẩm từ thiên nhiên. Nó mới gọi là sở thích cá nhân. Sở thích cá nhân thôi. Rất là hay.
rất là hay luôn á. Đó là cũng là xu hướng của thị trường á, và giới trẻ bây giờ nó cũng vậy á. Thí dụ như là sử dụng lại quần áo mà hồi xưa là cứ liên tục phải là đồ mới, còn đúng bây rồi. Giờ là các bạn trẻ cũng tạo ra những cái trang web mà có thể trao đổi đồ với nhau. Nhiều khi giờ chụp tấm hình là bỏ bộ đồ đó, đúng rồi. Hoặc sử dụng những cái rác thải để phục chế lại thành một cái sản đúng phẩm rồi. Đó. Em nhớ là có đơn vị Nai là làm ra được đôi giày cũng từ phế phẩm luôn, cũng ra được đôi giày rất là đẹp. Không, bây giờ nhiều nhãn hàng nó sẽ làm cái chuyện đó, hoặc là nó đổi đồ cũ đây. Hồi kỳ em thấy là đôi giày mà đôi giày da được làm từ bã cà phê. Đúng rồi, có đang dự án đó. Hay, em thấy như vậy rất là hay, người ta nghiên cứu quá trân quý. Nó cầm không muốn buông nữa các bạn. Nhưng mà này mình về mình phải hỏi ý kiến rồi, chứ mình thì ghiền nhưng mà chắc ghệ mình cứ quẩn. Sợ sâu, chị Trang là sợ sâu. Hết rồi. Trời ơi, thôi à. Má chồng em cũng sợ sâu, mẹ ảnh á. Không, mẹ chỉ sợ sâu rớm thôi, mẹ em thấy con sâu rớm mẹ xỉu liền luôn, không bất chấp thấy vừa thấy xỉu. Trời ơi, đang ngồi lặt rau anh, con sâu lỡ bò lên tay hồi nào không hay, lấy con dao quẹt xuống luôn đứt tay. Ghê. Là đang lặt như nè. Trời ơi, em nhìn máu tưới em hết hồn. Thật luôn. Ra con cuốn chiếu nó không đáng sợ đâu các bạn, những cái chân của nó mới làm cho chúng ta có cảm giác nó hơi ghê chút kinh dị chút xíu. Hơi kinh dị chút xíu. Nhưng mà đặc biệt cái con này không có mùi hăng giống như con chú nhỏ của mình. Dạ đâu. Đúng rồi anh, mùi hăng của con chú nhỏ là do nó tiết ra cái axit á. À. Con này hiện tại nó đang khoái anh á, nó chưa tiết á, chứ tụi em cầm chút xíu là nó tiết à. Ồ vậy. Nó làm vậy để mình bỏ nó ra à. Để chạy thoát. Thì cái đó là cơ chế tự vệ của tụi nhỏ. Nó bóng lưỡng luôn nha các bạn, da nó rất là cứng và bóng lưỡng, mà cảm giác là sạch bon luôn á. Y như là sắt thép mới ra lò luôn á.